Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với thông tin tử vi tổng quan ngày 26 tháng 9 năm 2021, Chủ nhật dương lịch. Âm lịch là ngày 20 tháng 8 năm 2021, tức ngày Đinh Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu. Tiết khí, thu phân, trực mãn, ngày Câu Trần hắc đạo, xấu. Các cung giờ hoàng đạo trong ngày gồm 3 đến 5 giờ, giờ Kim Quỹ, 5 đến 7 giờ, giờ Bảo Quang, 9 đến 11 giờ, giờ Ngọc Đường, 15 đến 17 giờ, giờ Tư Mệnh, 19 đến 21 giờ, giờ Thanh Long và 21 đến 23 giờ, giờ Minh Đường. Các giờ hắc đạo gồm 23 đến 1 giờ, giờ Thiên Hình, 1 đến 3 giờ, giờ Chu Tước, 7 đến 9 giờ, giờ Bạch Hổ, 11 đến 13 giờ, giờ Thiên Lao, 13 đến 15 giờ, giờ Nguyên Vũ, 17 đến 19 giờ, giờ Câu Trận. Ngũ hành niên mệnh, giản hạ thủy, ngày Đinh Sửu, tức can sinh chi, là ngày cát, nạp âm, giản hạ thủy kỵ tuổi, tân mùi và kỷ mùi. Ngày thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt tuổi kỷ sửu, đinh dậu, kỷ mùi, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày sửu lục hợp tý, tam hợp tỵ và dậu, hành kim cục, xung mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn, tuyệt mùi. Tam sát kỵ mệnh tuổi, dần, ngọ, tuất. Tuổi xung với ngày hôm nay, đó là tuổi tân mùi và kỷ mùi. Tuổi xung với tháng là tuổi ất mão, quý tỵ, quý hợi và quý dậu. Các sao tốt trong ngày hôm nay bao gồm mãn đức tinh, tam hợp và mẫu thương. Sao xấu gồm đại hao, câu trận. Những việc nên làm trong ngày hôm nay đó là họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài. Việc không nên làm ngày hôm nay là giải trừ và chữa bệnh. Hướng xuất hành ngày hôm nay, tài thần ở hướng chính đông và hỷ thần ở hướng nam. Ngày xuất hành theo khổng minh là ngày thiên tài nên xuất hành cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận lợi. Quý cô bác, anh chị và các bạn vừa theo dõi tử vi tổng quan ngày 26 tháng 9 năm 2021. Và để biết được tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày này diễn ra như thế nào thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Sau đây là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Tý trong ngày mới. Xem tử vi phương đông hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý nhờ tam hợp cục nên các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa. Con giáp này cũng gặp gỡ, kết giao thêm nhiều bạn mới, hỗ trợ rất tốt cho công việc. Thời gian này, bạn mệnh nên ưu tiên cho các việc đàm phán, thảo luận, ký kết hợp đồng hoặc bàn bạc công việc thông qua đối thoại. Người tuổi Tý chính là người có vai trò gắn kết tập thể, cơ hội thăng tiến có thể xuất hiện ngay trước mắt bản mệnh. Vì thế hãy tự tin nắm bắt, đừng để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Quý nhân xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng, trôi chảy hơn nhiều. Tuy nhiên, ngũ hành thổ khắc thủy cho thấy vận trình tình cảm của người tuổi Tý hôm nay không được vui vẻ cho lắm. Mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình đang tồn tại một vài vấn đề không thể lờ đi được. Nếu vợ chồng có điều gì không bằng lòng với nhau thì cần thể hiện quan điểm rõ ràng, không nên giấu ở trong lòng. Quý vị tuổi Tý đừng quên tham khảo video tử vi tuổi Tý tháng 9 âm lịch năm 2021. Cố gắng thắng khó khăn, thành công đến muộn. Video phát trên kênh Tướng Số Tử Vi. Tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim ngày 26 tháng 9, tự tin nắm bắt, đừng để cơ hội thăng tiến qua mất. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, ưu tiên cho các việc đàm phán, thảo luận, ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, vận trình tình cảm không được vui vẻ, không hòa hợp. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình khó có thể như ý. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, gặp gỡ và kết giao thêm nhiều bạn mới, hỗ trợ tốt cho công việc. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Tý hôm nay là 39 và 51. Giờ tốt trong ngày là từ 15 đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh dương, màu trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu, tuổi Thân. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Tý. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc tấn tới. Sau đây, mời quý vị cùng trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày mới. Thực thần phù trợ, người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể phát tài ngày hôm nay. Bạn biết tận dụng các mối quan hệ của mình để tiếp xúc với các cơ hội có giá trị, nhiều triển vọng trong tương lai ở khía cạnh làm ăn. Bạn mệnh vốn là người tốt bụng và hào phóng, đó chính là yếu tố quan trọng giúp bạn được lòng mọi người xung quanh. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, bởi các mối quan hệ càng nhiều thì càng tốt. Thổ khắc thủy cho thấy con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng quá bận rộn với công việc hoặc cho rằng mình
đã thấu hiểu mọi việc nên tự đưa ra quyết định mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, ngày 26 tháng 9 có cơ hội phát tài trong ngày. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, mối quan hệ mở rộng giúp cho tương lai. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, đừng dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Sửu hôm nay là 46 và 73. Giờ tốt trong ngày là từ 9 đến 11 giờ. Màu sắc các tường là màu vàng, màu xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tý, tuổi Kỵ, tuổi Dậu. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Sửu. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Dần, ngày 26 tháng 9. Xem tử vi khoa học, chính ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp và cả cấp trên. Bạn có khả năng khắc phục khó khăn và có bản lĩnh đương đầu với thử thách mà không hề e ngại. Để thăng tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp, bạn mệnh nên cởi mở hơn trong lối tư duy của mình. Đừng bó buộc bản thân trong các khuôn khổ do chính mình đặt ra. Hãy thử tiếp nhận quan điểm, ý kiến mới của mọi người. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay là ngày trực mãn, là ngày tốt để cầu tài, cầu phúc và tế tự. Vì vậy, người làm đầu tư kinh doanh hãy có kế hoạch sắp xếp công việc phù hợp, sẵn sàng đón nhận cơ hội phát tài. Tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, ngày 26 tháng 9 nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, có bản lĩnh đương đầu với khó khăn thử thách. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, nên cởi mở hơn trong tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, không nên có những suy nghĩ quen thuộc. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, nên có kế hoạch thực hiện công việc cho phù hợp. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Dần hôm nay là 31 và 68. Giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Màu sắc các tường là màu xanh lá cây, màu trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Dần. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Ngay bây giờ để đến với tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mới thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Sau đây là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Mão trong ngày mới. Chủ nhật này, thiên ấn nâng đỡ người tuổi Mão có thêm tinh thần thoải mái, thăng hoa hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà bản mệnh thêm phần tự tin hơn trong các quyết định, tận dụng thời cơ kịp thời. Bạn không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ được trao thêm nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình và bạn chắc chắn không bỏ lỡ thời cơ để gây ấn tượng với cấp trên, giành được những thành công thuộc về mình. Do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, tình duyên có phần ảm đạm, với ai độc thân thì mặt tình cảm chưa thực sự khởi sắc. Có lẽ trong giai đoạn này, bạn nên tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân và yêu thương chính bản thân mình, rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Quý vị tuổi Mão đừng quên tham khảo video Tử vi tuổi Mão tháng 9 âm lịch năm 2021, kiên trì bền chí, phát huy kinh nghiệm, ắt có thành công. Video đã phát trên kênh Tướng số Tử vi ngày 17 tháng 9. Tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, ngày 26 tháng 9, tinh thần thoải mái, thăng hoa nên làm gì cũng hăng hái. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, thêm phần tự tin hơn trong các quyết định, tận dụng thời cơ kịp thời. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, được trao thêm nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, tình duyên ảm đạm, người độc thân nên tập trung hoàn thiện bản thân. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 3 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Mão hôm nay là 28 và 41. Giờ tốt trong ngày là từ 21 đến 23 giờ. Màu sắc các tường là màu xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Tuất. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Mão. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Ngay sau đây, mời quý vị trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày mới.
Xem tử vi khoa học hôm nay, người tuổi Thìn chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá nên dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Con giáp này có thể phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, nhưng bản mệnh chớ nóng nảy, hãy bình tĩnh, tiếp thu và thực hiện nhiệm vụ của mình để rồi mọi người sẽ nhận ra ai đúng, ai sai. Thế nhưng người tuổi Thìn có tư duy mới mẻ, nhanh nhạy với thời cuộc nên nếu dấn thân vào con đường kinh doanh, đầu tư thì chắc chắn sẽ có lợi. Ngoài ra các ngành nghề như quảng cáo, viễn thông, kỹ thuật cũng là lĩnh vực tốt để người tuổi Thìn khai phá tài năng, thu về nguồn tiền bạc, dồi dào cho mình. Đường tình duyên của người tuổi Thìn ngày hôm nay diễn ra khá êm đẹp. Bạn mệnh nên tâm sự những điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Nhiều người cùng nghĩ thì vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn. Đây là cách để giúp đôi bên thấu hiểu nhau hơn nữa. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa ngày 26 tháng 9 dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ chớ nóng nảy, hãy bình tĩnh, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc khai phá tài năng, thu về nguồn tiền bạc dồi dào cho bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, tình duyên trong ngày diễn ra khá êm đẹp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy có tư duy mới mẻ, nhanh nhạy với thời cuộc. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Thìn hôm nay là 20 và 38. Giờ tốt trong ngày là từ 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, màu vàng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tý, tuổi Thân. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Thìn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc tấn tới. Sau đây, mời quý vị cùng trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mới. Người tuổi Tỵ có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp do kiếp tài tác động. Khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn, thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của bản thân. Hãy tin rằng chỉ cần suy nghĩ lạc quan và tập trung vào công việc thì mọi rắc rối sẽ dần dần có cách giải quyết. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy mà chẳng việc gì phải sợ hãi, lùi bước cả. Bạn có biết rằng mình hoàn toàn có thể biến thách thức thành cơ hội không? Hôm nay, người tuổi Tỵ có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên tâm sự. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy và đôi bên cùng chung tay vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa ngày 26 tháng 9 chịu sự ngờ vực của bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ hãy chứng minh năng lực của mình bằng hành động. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, thấu hiểu. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy mọi rắc rối rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Tỵ hôm nay là 23 và 44. Giờ tốt trong ngày là từ 3 đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, màu cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Tỵ. Chúc quý vị ngày mới hạnh phúc, thành công. Tiếp theo, để đến với tử vi của con giáp tuổi Ngọ ngày 26 tháng 9 thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Ngọ trong ngày mới. Xem tử vi ngày mới cho biết, người tuổi Ngọ vốn tài giỏi, nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện tương hại, bạn lại không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình. Thậm chí bản mệnh sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ra ý kiến trái ngược mình, bất kể đối tượng là ai. Đây cũng là lý do khiến bạn dễ dàng mất sự kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn cần sự tỉ mỉ. Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình, nếu muốn thành công thì không nên bỏ dở công việc giữa chừng như vậy. Thủy sinh mộc, bạn luôn giành được sự quan tâm và tôn trọng đến với những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình, nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố. Họ có thể chính là quý nhân của bạn trong tương lai. Quý vị tuổi Ngọ có biết, tử vi tháng 9 âm lịch của con giáp tuổi mình, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp hanh thông, thành công đáng ngưỡng mộ không? Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 22 tháng 9, quý vị hãy đón xem để nắm bắt ngay nhé! Tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim ngày 26 tháng 9 dễ mất bình tĩnh, gây gổ với người khác. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ
dễ bỏ dở công việc giữa chừng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, tôn trọng người lớn tuổi trong gia đình. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Ngọ hôm nay là 25 và 66. Giờ tốt trong ngày là từ 3 đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, màu hồng và quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Ngọ. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mới. Sửu Mùi tương xung gây nên những vết rạn nứt trong tình cảm của người tuổi Mùi với nửa kia. Nếu đã lựa chọn yêu, bạn mệnh cần phải chấp nhận con người thật của đối phương, góp ý những điều cần sửa đổi thay vì chỉ trích, trách móc lẫn nhau. Có lẽ đen tình đỏ bạc, thực thần trợ vận, tử vi chủ nhật của người tuổi Mùi cho thấy thần tài đang đứng về phía con giáp này và trao cho bản mệnh khá nhiều vận may tài lộc. Người tuổi Mùi hãy nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ, đừng để cho mình bị lỡ cơ hội may mắn như vậy. Trong ngày này, vị trí thai thần ở hướng Tây Nam, phía ngoài nhà kho, nhà vệ sinh, do đó thai phụ không nên lưu tới nơi này nhiều hay là dịch chuyển đồ đạc, tiến hành sửa chữa ở nơi đây, bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả sức khỏe của người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, ngày 26 tháng 9, tình cảm rạn nứt, cần học cách chấp nhận con người thật của đối phương. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, xảy ra vấn đề nên thẳng thắn góp ý thay vì chỉ trích, trách móc lẫn nhau. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, thần tài trao nhiều vận may tài lộc, cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đừng để may mắn trôi qua mất. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, tránh tác động vào vị trí của thai thần, kẻo ảnh hưởng tới thai phụ. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Mùi hôm nay là 14 và 56. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu cà phê, màu vàng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mão, tuổi Ngọ. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Mùi. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với tử vi chi tiết của con giáp tuổi Thân trong ngày mới. Hôm nay đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân khá tốt, một phần là do con giáp này chăm chỉ, mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa nên không gặp khó khăn và còn có người giúp đỡ, không phải một mình gánh vác. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh gặp người đáng tin cậy và có ít trở ngại. Về phương diện tình cảm, người tuổi Thân, con giáp này độc thân sẽ rất đào hoa. Nhờ bản tính hài hước của mình mà bản mệnh dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Đây chính là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ của mình. Người đã có gia đình hãy tận hưởng bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên trong nhà. Thực thần cũng báo hiệu tin vui về đường tài lộc cho con giáp này, nhất là với những ai đang làm nghề tự do. Bản mệnh có thể tìm được một khoản đầu tư triển vọng hoặc những mối quan hệ hợp tác quý giá. Đây có thể là bàn đạp giúp bạn tiến triển nhanh hơn trong tương lai. Tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, ngày 26 tháng 9, công việc hanh thông, có nhiều cơ hội phát triển. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, biết nắm bắt thời cơ kịp thời, không để trôi qua đáng tiếc. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, chăm chỉ, mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên được hài hòa. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, tin vui tài lộc báo về, nhất là với những người làm nghề tự do. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Thân hôm nay là 16 và 05. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Thân. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày mới. Xem tử vi hàng ngày, vốn hiểu biết phong phú giúp người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được chỗ đứng của mình và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Thêm vào đó là sự giúp đỡ của tam hợp, bạn có thể là thủ lĩnh dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Có điều con giáp này cũng cần phải chú ý đến tính cách hiếu thắng của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy nghĩ trước sau kỹ càng, đánh giá đúng năng lực của bản thân, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá khả năng chỉ vì muốn khoe mẽ.
Ngày hôm nay, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp bởi bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Quý vị tuổi Dậu, đừng quên xem ngay video Ngày tay trái, thỏa sức đam mê, kiếm tiền như hái, thoải mái chi tiêu của 12 con giáp. Video đã phát trên kênh Tướng số Tử Vi. Tử Vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, ngày 26 tháng 9, nhận được sự khâm phục, tin tưởng của mọi người. Tử Vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người. Tử Vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, không nên mù quáng vội vàng đưa ra quyết định. Tử Vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp. Tử Vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Dậu hôm nay là 11 và 35. Giờ tốt trong ngày là từ 9 đến 11 giờ. Màu sắc các tường là màu vàng, màu trắng và quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Dậu. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Ngay bây giờ là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Tuất trong ngày mới. Sửu Tuất tương hình, người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực vì đã ăn nói quá thẳng thắn. Hãy nhớ rằng muốn lời nói của mình có sức nặng thì cách thức truyền đạt cũng đóng một vai trò không hề nhỏ. Trong công việc, nếu gặp trở ngại, nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh. Đừng giấu nhẹm mọi chuyện chỉ vì tính cách sĩ diện của mình. Nếu có ý định xuất hành ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Như vậy, mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh Hỏa, ngày 26 tháng 9, quá mức thẳng thắn, dễ tổn thương người khác. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh Thổ, chú ý ăn nói nếu không muốn nhận sự phản đối của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc, nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh Kim, không nên đầu hàng khi mới gặp khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh Thủy, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Tuất hôm nay là 40 và 52. Giờ tốt trong ngày là từ 3 đến 5 giờ. Màu sắc các tường là màu xám, màu nâu đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mão, tuổi Thân, tuổi Dậu. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Tuất. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Sau đây, mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng đến với tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mới. Chính quan che chở báo hiệu, người tuổi Hợi có thể đạt được những bước tiến khá bất ngờ trong công việc vào chính chủ nhật này. Ở thời điểm này, dường như không còn điều gì có thể ngăn cản hay làm khó bạn. Miễn là bạn có lòng quyết tâm, mọi thứ đều sẽ có kết quả như mong muốn. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của bản mệnh được mọi người ghi nhận. Nhờ thế mà bạn sẽ ngày càng được lòng cấp trên và có khả năng được thăng quan tiến chức. Nếu ai chưa đạt được điều này thì cũng đừng quá nóng ruột, hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là thời cơ thích hợp chưa đến mà thôi. Ngày thổ thủy xung khắc, tình cảm lứa đôi không lý tưởng như bạn mong muốn. Dù bề ngoài hai bạn có vẻ rất hạnh phúc nhưng mọi người hết lòng ngưỡng mộ, thì quả thực ở trong chăn mới biết chăn có giận, chỉ có hai người mới hiểu rõ rằng dù không hề to tiếng cãi vã hay xảy ra xung đột lớn nhưng cả hai đang cứ dần xa cách. Có lẽ hai bạn nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao và sớm hâm nóng tình cảm của mình. Tử vi tuổi Ất Hợi mệnh Hỏa, ngày 26 tháng 9, đạt được những bước tiến triển khá bất ngờ trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh Thổ, miễn là có lòng quyết tâm, mọi thứ đều sẽ có kết quả như mong muốn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh Mộc, tinh thần trách nhiệm được mọi người ghi nhận xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh Kim, ghi điểm với cấp trên và có khả năng được thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh Thủy, tình cảm lứa đôi không lý tưởng, khoảng cách cứ ngày một lớn hơn. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Hợi hôm nay là 57 và 60. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh dương, màu đen. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Dần. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Hợi. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.